Ok, hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel GraphX. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chuỗi chủ đề về Daily Vlog nhận định thị trường vàng hàng ngày ngày 19 tháng 4 năm 2022. Thị trường vàng nhìn chung thì ở H4, thị trường ngày hôm qua chúng ta đang có một cái dự đoán về việc là tại đây thị trường đang làm một cái vùng hồi để xuống 15, các bạn sẽ nhìn rõ hơn này. Ở đây chúng ta đang mong chờ một cái vùng hồi để chúng ta sẽ tiếp tục mua lên. Và sau khi làm một cái vùng hồi, đối với vùng hồi này mình hơi bất ngờ một xíu là thị trường nó không làm một vùng hồi kích thước thật là lớn giống như mình đang mong đợi, mà nó là vừa đủ rồi nó bắt đầu nó di chuyển. Rồi thị trường di chuyển thì sau cái vùng hồi đó nó break out, nó phá vỡ khá là mạnh và nó liên tục nó tạo những cái đỉnh khác. Bên trên đoạn đường đi của nó là nó sẽ tạo những cái vùng hồi nho nhỏ này. Hiện tại thì mình chỉ thấy đây là vùng hồi duy nhất mà chúng ta có thể tiếp tục mua thêm khi mà nhồi lên. Thời điểm này thì lúc đó là sáng ngày hôm qua, sáng ngày hôm một hai hôm trước này, tại vì cái ngày gần nhất mà mình làm video là ngày 15 tháng 4 mình có nhận định về việc này, và đến ngày 18 thì mình chưa thấy có cơ hội để mua mà nó ở rất là ngắn hạn nên mình sẽ không làm video. Hôm nay thì mình thấy một cái cơ hội tốt hơn và mọi người có thể tiếp tục vào. Hình dạng của nó như thế này. Hiện tại thì thị trường đang tiếp tục tăng trưởng rồi, các bạn nhìn ở H4 thì các bạn thấy là cái xu hướng chung của thị trường là xu hướng tăng trưởng. Hiện tại thì chúng ta cần phải tìm hiểu xem là liệu rằng nó tăng tiếp hay không, nó tăng chưa hay là nó làm vùng hồi lớn hơn rồi nó mới tăng. Vậy nếu mà thị trường ra một cái tín hiệu về việc là sẽ làm một cái vùng hồi lớn hơn rồi mới bắt đầu tăng thì chúng ta sẽ đừng vội mua tại thời điểm này. Đừng vội mua ở ngắn hạn, còn nếu thị trường cứ nó cho những tín hiệu về việc là ngắn hạn đầy đủ về động lực thì chúng ta có quyền xuống cả M15 và H1 để đánh. Hiện tại thì ở dưới H1 vẫn còn cấu trúc tăng. Hôm nay thì mình thấy được hai cái vùng mà các bạn sẽ tiềm năng mà các bạn có thể sử dụng này. Một là cái vùng tại đây, chính là cái vùng hiện tại của giá. Hai là cái vùng này, đây là hai vùng mà thị trường có thể bật. Đây, đấy hai vùng mà thị trường có thể bật lên. Vậy thì hôm nay ngay tại vùng này thị trường đã có phản ứng rồi, thì hôm nay mình sẽ thấy tại thời điểm của video á thì mình sẽ thấy là nó bật lên như này. Rồi nếu mà tiềm năng thì thị trường sẽ tiếp tục bật lên trên, còn nếu không thì thị trường sẽ quay xuống retest cái vùng này và sẽ tiếp tục bật lên. Lúc đó chúng ta sẽ sử dụng key level để chúng ta đánh ở cái vùng sâu hơn. Vậy thì vô hình chung vàng nếu các bạn muốn mua lên thì các bạn có hai vùng để chúng ta có thể tìm cái nơi mà bạn vào lệnh. Hiện tại vùng này là mình đã thấy vào được rồi nha. Tỷ lệ thắng là nằm ở mức trung bình thấp bởi vì chúng ta đã ở sử dụng cái cấu trúc khá là thấp ở dưới M15. Vùng nằm ngay đây và một vùng nằm ngay trên này cũng chính xác. Đấy, hai vùng này thì chúng ta có thể tiếp tục tìm lên. Rồi, lệnh mua này thì hiện tại là mình đang thấy ngắn hạn và quan điểm của mình là chúng ta chỉ nên đánh ngắn hạn vàng trong những thời điểm như thế này vì nó ảnh hưởng bởi tin tức chính trị đến từ Ukraine và Nga. Sau khi mua vàng lên retest lại cái vùng này. Đấy, trên vùng đỉnh này thì các bạn chốt lời luôn nha, các bạn chốt lời luôn tại vì mình thấy cái tín hiệu đầu tiên của Divergence đã xuất hiện. Nếu lên khung thời gian H1 thì các bạn sẽ thấy bắp ở đây. H1 thì các bạn sẽ thấy nó manh nha xuất hiện rồi, mặc dù nó chưa có rõ ràng về mặt động lực nhưng nó cũng nói rằng thị trường đang tạo đỉnh và cái động lực thuyên giảm đi một xíu. Vì vậy sau khi tạo đỉnh này thì thị trường sẽ nhanh chóng tạo một vùng hồi to hơn trước khi tiếp tục di chuyển. Vậy thì đây là một cơ hội cuối về ngắn hạn, mình không biết là trung hạn nó có chạy dài như thế này hay không, mình không quyết định được cái việc này. Nếu bạn mua xong mà thị trường di chuyển xa thì cái đó là tốt thôi, còn nếu mà di chuyển một đoạn ngắn thì mình nghĩ là cái đoạn ngắn này là cái đoạn mà chúng ta thấy được cái lợi nhuận nó chắc ăn hơn nên chúng ta sẽ chốt lời và bỏ tiền vào túi đã. Còn cái trung hạn thì nên chờ một vùng hồi lớn. Nhìn chung về vàng thì hiện tại không có sự thay đổi về nhận định chung và dài hạn, tức là chúng ta vẫn đang nhìn thấy cái hướng là hướng lên nhưng chúng ta đang chuyển sang kế hoạch là mua ngắn hạn, tức là hồi lại mua lên, hồi lại mua lên, hồi lại mua lên, chứ chúng ta không có lập những cái kế hoạch như là mua và giữ lên trên đỉnh này. Mặc dù cái cấu trúc này là cấu trúc về trung hạn rồi, ở những cặp khác, ở những vị trí khác, ở những thời điểm khác thì đây là một cái cấu trúc trung hạn, nhưng hiện tại chúng ta sẽ không đi đến với kết luận trung hạn nha.
nói rộng hơn một xíu, nói xa một xíu thì cái quan điểm của mình thấy cái việc hồi 1, 2, 3 và cái vùng hồi số 3, số 4 này hoàn toàn không hợp lý. Đây. Đấy, nó không hợp lý về cấu trúc thị trường và về cả về động lực, mà số 3 nên được đặt ở đây. Và số 4 nên đặt ở đây. Hay nói cách khác là mình đang dự đoán một phục hồi lớn như thế này. Và nó sắp xuất hiện. Đấy, một phục hồi lớn như thế này và nó sắp xuất hiện, hình dạng của nó như sau. Đấy. Sau đó thị trường mới bắt đầu tiếp tục tăng trưởng được. Và thông thường cái mảnh đầu tiên của một phục hồi tỷ lệ rất cao là nó sẽ cắm xuống, nó spike xuống đây, các bạn nhìn thấy. Lần đầu luôn luôn là lần cắm xuống, dù cho thị trường ở đây có một cái vùng hồi giữa 1, 2, 3 thì cái lần đầu tiên nó luôn luôn là cái hình dạng của nó là spike. Chúng ta hay dùng cái từ spike để mô tả cái cấu trúc của thị trường. Vì vậy cái lực của cái mảnh đầu tiên nó sẽ đảo chiều rất là nhanh. Cộng với các tin tức về chính trị thì mình không nghĩ cái việc mà ra cái quyết định về trung hạn và dài hạn là cái việc hợp lý tại vùng này. Vậy thì tóm lại, vàng ngắn hạn cứ tiếp tục mua lên nhưng ngắn hạn. Key level có rồi, hai vùng thì đã vạch sẵn rồi. Chúng ta đến với dầu. Hiện tại dầu thì thị trường bật lên từ giá 92 cho đến giá 132 tạo đỉnh này. Trong những ngày này là những cái tin tức về quân sự đến từ Ukraine và Nga khiến cho dầu mới tăng đột biến như vậy. Hiện tại thì dầu đã ổn định hơn rồi, ổn định hơn nha, chứ không phải là thật sự ổn định hoàn toàn đâu. Vì cái việc mà Nga vẫn chưa bán dầu cho phía bên các khu vực châu Âu vẫn còn, và sẽ có những cái chính sách trong tương lai họ sẽ đấu đá với nhau về quyền lực, về kinh tế, về chính trị. Vì vậy những tin tức đó đều có thể ảnh hưởng đến giá dầu rất là mạnh. Quan điểm mình tại thời điểm này vẫn là đánh ngắn hạn đối với dầu. Vì vậy chúng ta sẽ bóc tách dầu vàng ra từng mảnh nhỏ và chúng ta trade nó. Chẳng hạn đối với dầu hiện tại, cấu trúc này vẫn là một cái cấu trúc về trung hạn và thị trường có thể đánh lên được, tuy nhiên key level thì chưa phá vỡ. Vậy thì chúng ta không có cơ sở để kết luận được là dầu có thể tăng trưởng và sẽ retest lại cái vùng là 130. Chúng ta không có cơ sở làm việc này. Nhưng chúng ta thấy cái lần cuối cùng của thị trường di chuyển xuống thì nó để lại một cái dấu vết, đó chính là một cái key level nằm đây. Dù cho cái vùng trên là key level đi chăng nữa thì thị trường cũng đã phá vỡ rồi, nên mình cứ vẽ bừa ở đây nha. Mình không quan trọng cái việc đó nữa. Vậy thì cái level ở đây phải gọi hiểu là mình gọi là level thôi, còn trên gọi là key level mới lớn, key level mới đúng. Thì chúng ta hay gọi nó là key level lớn và key level nhỏ trong những cái chuỗi video mà mình phân tích trên YouTube. Các bạn có thể xem lại chuỗi video này nhá, mình có tag trong Discord rồi. Vậy thì khi phá cái vùng key level này, nó không khẳng định được là thị trường dầu sẽ phục hồi lại trên đỉnh, nó không làm được điều này. Điều này chỉ có tác dụng khi phá key level trên mà thôi. Vì vậy chúng ta sẽ bỏ ngỏ cái đoạn này, không có vẽ liền khối mà chúng ta vẫn dự đoán lên được. Vậy thì nếu chúng ta phải lập cái kế hoạch giao dịch dựa vào hai cái nhận định. Nhận định nào? Nhận định đầu tiên là thị trường dầu đã phá cái vùng này, vậy thì sau khi hồi thị trường có thể tiếp tục phục hồi lên một đoạn nữa. Đó là nhận định đầu tiên. Nhận định thứ nhì là khi thị trường phá key level trên này thì thị trường có thể tiếp tục di chuyển. Vậy thì chúng ta đặt kế hoạch như sau, chúng ta sẽ nối hai cái kế hoạch đó lại. Đầu tiên, việc dầu phục hồi và chúng ta sẽ tiếp tục mua lên với những mong rằng thị trường dầu sẽ tiếp tục tăng trưởng và phá vỡ cái key level này thì nó sẽ tiếp tục tăng trưởng lên. Vì vậy, chúng ta phải tìm một lệnh mua. Sau khi tìm một lệnh mua, chúng ta sẽ quan sát xem cái cách mà thị trường quay về retest là cái vùng 109 hay là 110 này, loanh quanh này, để xem nó retest lại với vùng này như thế nào. Nếu nó phản ứng khá là mạnh thông qua những cái tin tức chính trị mà có thể đẩy lên được luôn. Ở đây các bạn để ý tin tức nha. Ở đây là dòng theo kiểu news trading ấy. Nên khi mà thị trường làm những cái spike bất ngờ tại đây thì các bạn hoàn toàn đủ cơ sở để tiếp tục giữ cho thị trường phá vùng đỉnh này. Và nếu phá luôn vùng đỉnh này thì lệnh mua của bạn được phép giữ lên trên này. Vậy ban đầu nó là lệnh mua ngắn hạn. Ban đầu nó là lệnh mua ngắn hạn, nhưng lúc sau nhờ cái việc quan sát xem là thị trường di chuyển như thế nào, chúng ta có điều chỉnh về kế hoạch một xíu. Và cái kế hoạch này chuyển thành kế hoạch trung và dài hạn phá vùng đỉnh này. Vì vậy đây là một kế hoạch tốt để các bạn mua vào. Nó có hai giai đoạn để thực hiện. Một là có 3 giai đoạn để thực hiện. Giai đoạn đầu tiên là chúng ta tìm một cái lệnh chúng ta mua lên. Sau khi mua lên nó sẽ phải retest lại cái vùng đỉnh là 110. 110 tại đây.
Rồi, thị trường sẽ retest lại vùng 110 tại đây. Cái này là cái gì ta? Rồi. Rồi, vậy thì cái kế hoạch mà các bạn có thể sử dụng đó chính là chúng ta sử dụng các phương pháp về giao dịch đảo chiều và đánh lên đối với dầu. Sau đó, các bạn vẫn có thể sử dụng thêm các nguyên tắc về đánh breakout tại vùng này. Và việc đánh breakout thì thực sự là mình cũng không thích cái việc đánh breakout tại vùng này cho lắm. Tại vì cái tỷ lệ thắng ở vùng này hiện tại đối với phương pháp breakout thôi nha, mình đánh giá nó nằm ở mức thấp. Mức thấp. Ở đây là mức thấp. Còn cái vùng hồi này đánh lên thì nằm ở mức là trung bình thấp. Vì vậy bạn tìm một lệnh mua thì tốt hơn. Đó. Đối với các bạn mới thì mình chỉ khuyến khích một cách thôi nha. Tìm đáy của vùng hồi và đánh mua lên. Đối với các bạn mà có kỹ năng cao một xíu thì mình khuyến khích cả hai cách. Tìm hồi đánh mua lên và cả breakout. Những bạn này là phải có kinh nghiệm giao dịch cá nhân riêng rồi nha. Còn bạn nào chưa hiểu về breakout thì chắc là hôm nay sẽ không nói được toàn bộ cái phương pháp về breakout đâu. Thôi các bạn sử dụng cái phương pháp cá nhân của các bạn nha. Đó là giai đoạn 1. Sau khi đánh xong các bạn sẽ đánh giá lại cái việc và thị trường tăng trưởng này và tiếp tục tăng trưởng như thế nào để phá vùng đỉnh này. Nếu tăng trưởng mạnh các bạn có thể là hoàn toàn giữ cho đến khi thị trường phá vùng đỉnh này. Đấy. Và tỷ lệ cao phải nói là rất cao. Tới đây thị trường sẽ bắt đầu kiệt sức. Thị trường bắt đầu một vùng hồi. Nên nếu về trung hạn thì đây là một lệnh. À, ngắn hạn thì các bạn phải chốt ở đây rồi, không bàn cãi cái gì rồi ha. Còn trung hạn thì đây là lệnh mua của bạn và đây sẽ là lệnh chốt của các bạn. Lệnh trung hạn của các bạn trông nó như thế này. Đúng chưa? Sau đó thị trường hồi lại thì các bạn trung hạn sẽ nhảy vào thị trường một lần nữa đối với cái lệnh thứ nhì để bắt đầu bắt lên. Còn đối với các bạn dài hạn thì không làm như vậy, chỉ đánh một lệnh như thế này và giữ cho đến trên này nếu thị trường phá trên này. Đấy, vậy thì chúng ta có 3 giai đoạn của thị trường. Rồi, mình chỉ khuyến khích các bạn làm cái này đối với ngắn hạn nha. Còn trong quá trình thì chúng ta sẽ bắt đầu cập nhật thêm về dầu. 3 giai đoạn này các bạn nhớ là mỗi giai đoạn cuối, mỗi giai đoạn chúng ta đều phải đánh giá lại xem việc khả thi của cái kế hoạch tiếp theo nó còn hay không thì chúng ta sẽ bỏ, chứ không phải vẽ mũi tên như thế này. Tức là thị trường sẽ lên đây, như vui xíu sẽ lên đây, đấy dừng lại cho vui xíu rồi lại tiếp tục lên đây. Không nha, mà lên đây đánh giá xem thị trường liệu còn sức không. Nếu còn sẽ giữ lên, còn không thì nó sẽ cắm xuống thẳng dưới đáy này một lần nữa. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ có một cái key level mới và thậm chí giá dầu sẽ điều chỉnh sâu hơn. Điều này là chuyện của tương lai, chúng ta sẽ xem xét nó trong một cái chuyên mục kỳ sau. Và tương tự như vậy, khi dầu chuyển sang giai đoạn 2, tức là tại vùng này, chúng ta phải đánh giá xem là cái lực nó còn hay không. Nếu còn thì các bạn trung hạn thậm chí vẫn có thể giữ luôn chứ không cần phải cắt lệnh. Còn nếu đây cái lực không còn thì chúng ta sẽ nhảy vào ở đây chúng ta mua thêm. Đấy là các bạn trung hạn. Còn nếu lực không còn một tí nào luôn, nó chuyển sang thị trường mà chúng ta hay gọi là thị trường kiệt sức, time divergence, thì chúng ta sẽ bắt đầu chốt lời hoàn toàn. Và thậm chí nếu có ABC thì chúng ta sẽ trở mặt, chúng ta nhảy sang, chúng ta sell luôn. Vì cấu trúc vẫn còn một lần xuống như thế này nữa. Nhưng liệu nó có xuống hay không, phải để nó tự chứng minh chứ không được ngồi đoán nha. Phải để cho thị trường tự chứng minh chứ đừng có ngồi đoán. Thứ nhất, chúng ta chỉ lập kế hoạch giao dịch cho những trường hợp mà nó cụ thể, nó đơn giản nhất. Đây, 1, 2, 3. Đầu tiên hãy gọi tên nó là ABC và là nó là symbol flat trước. Đặt cho nó là ABC nhưng chưa đủ các nguyên tắc nha. Bạn nào muốn hiểu các nguyên tắc là gì thì xem lại chuỗi video về ABC của trên Trà Đáp X trên kênh YouTube ấy. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ có một cái ABC nhỏ nằm tại chỗ này. Đấy, hai cái ABC lồng vào nhau, cái level mà bị phá vỡ là key level nhỏ rồi nha các bạn. Ok, về đây là toàn bộ những cái nhận định thị trường về vàng và dầu. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở chuyên mục kỳ sau.